Trong chuyên mục bình luận xã hội ngày hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với anh Paulus Lê Sơn. Hiện anh đang sống trên nước Mỹ. Chào anh Lê Sơn. Vâng, chào Phương Trâm, chào quý thính giả nghe đài Tin Mừng Cho Người Nghèo. Dạ, cảm ơn Tôi là Lê Văn anh. Sơn. Dạ. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau một chút về hiện nay cái cuộc sống mới của anh trên đất Mỹ như thế nào? Vâng, thưa chị Phương Trâm, kính thưa quý thính giả, thì tính đến bây giờ là tôi đã sống được gần 2 tháng tại nước Mỹ. Thì tất nhiên cuộc sống bắt đầu thì có những cái khó khăn nhất định, để làm quen với thời gian, để làm quen với thời tiết, để làm quen với môi trường sống, và cũng có nhiều cái dự định, nhiều cái nỗi lo, nhiều cái và thực sự cũng có rất là nhiều cái khó khăn trong cái cuộc sống trước mắt. Nhưng mà dẫu sao thì tôi vẫn và tôi đang cố gắng để hòa nhập với cái cuộc sống mới tại đất nước Mỹ, và hòa nhập với cộng đồng của người Việt tại tại Portland, Oregon này. Dạ, cảm ơn Sơn. Trong cái Facebook của Sơn gần đây á, có chia sẻ một cái bài viết nói về 20 bạn trẻ bị bắt và kết án vì biểu tình vào cái chống dự luật đặc khu và an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Thì Sơn có thể chia sẻ thêm với những cái bạn trẻ mà lên tiếng nói cho quê hương đất nước như thế đó mà bị kết án, thì Sơn cái suy nghĩ riêng của Sơn thì với những điều này là như thế nào? Vâng, thì thưa chị Phương Trâm, kính thưa quý thính giả, thì như chúng ta đều biết là trong những ngày qua, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa ra xét xử 2 vụ án tại tỉnh Bình Thuận và tại Đồng Nai, với rất là nhiều người bị kết án theo cái điều mà họ gọi là gây rối trật tự công cộng, mà chỉ vì một cái đơn giản là những cái con người này đã xuống đường biểu tình vào ngày mùng 10 và 11 tháng 6 năm 2018 để phản đối luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, mà chúng ta gọi vắn tắt là luật đặc khu đấy, và luật an ninh mạng. Cái luật đặc khu này thì theo tôi đó là một cái luật mà nó diễn dãi và nó có thể nó mang họa cho đất nước. Đó có thể là một cái luật để mà một cái diễn tiến để mà khiến cho đất nước phải rơi vào tay Trung Cộng. Và những cái người mà xuống đường biểu tình để mà chống cái dự luật đặc khu này á, tôi cho là những người họ đang lo lắng cho quê hương đất nước, đang lo lắng về cái hiện tình đất nước sẽ rơi vào tay Trung Quốc bởi cái dự luật đặc khu này, cho nên họ xuống đường biểu tình. Nhưng mà trớ trêu thay thì Nhà cầm quyền Cộng sản lại bắt giam họ và xử tù họ. Thì chúng ta được biết là ở Việt Nam, bất cứ những người nào mà lên tiếng cho bảo vệ chủ quyền Việt Nam, lên tiếng để mà nói về dân chủ nhân quyền thì đều là cái sự khó chịu đối với nhà cầm quyền, và họ tìm mọi cách để mà họ bắt bớ. Còn nói về luật biểu tình thì rõ ràng là trong hiến pháp của nhà cầm quyền của nhà nước Việt Nam thì cái hiến pháp được hiến định trong hiến pháp là rõ ràng con người có quyền biểu tình, và người ta bày tỏ cái chính kiến của họ trước cái hiện tình đất nước. Cơ sao thì lại bắt người dân? Đó phải chăng là những cái việc làm vi hiến của nhà cầm quyền? Đó phải chăng là những cái hành động mà nhà cầm quyền muốn chứng tỏ cho người dân biết là người dân không có quyền hành gì trên, không có bất cứ một cái quyền công dân gì trên đất nước của mình, và đặc biệt bắt bỏ tù những người biểu tình chống luật đặc khu? Phải chăng nhà cầm quyền cho thấy rằng bảo vệ luật đặc khu, bảo vệ cái mưu đồ hoặc là cái diễn biến và cái nguy cơ tồn vong của dân tộc bị rơi vào tay Trung Quốc
thay vì là chúng ta thay vì họ công nhận, họ họ đồng ý hoặc là họ lắng nghe cái nguyện vọng của người dân, thì những cái điều đó đối với bản thân tôi thấy tôi đồng ý với những cái hành động, với những tư tưởng, với những cái cuộc xuống đường của người dân, và tôi cảm ơn họ, và tôi lên án nhà cầm quyền cộng sản bắt giam những cái người xuống đường biểu tình vì vì chống luật đặc khu ạ. Dạ, thì thưa anh, thì cũng khoảng thời gian gần đây thì có rất nhiều cái hoạt động dân chủ mà bị bắt và kết án rất nặng. Bên cạnh đó là những cái cuộc biểu tình, phải nói là sau 75 thì có lẽ là ngày 10 tháng 6 là cuộc biểu tình mà gọi là ghi vào lịch sử của Việt Nam. Thì liệu rằng những cái sự bắt bớ, những sự đàn áp như vậy á, thì nó có giảm đi những cái tinh thần của những cái người đấu tranh dân chủ trong nước, hay là những cái người mà người ta muốn đến, muốn hướng đến một cái sự tự do thật sự hay không, thưa anh? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Phương Trâm. Thì cái câu hỏi của Phương Trâm cũng chính là cái câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ rằng cái việc bắt giam và bỏ tù hàng chục hay hàng trăm người xuống đường biểu tình để chống luật đặc khu hoặc là an ninh mạng, tức là cái luật bịt bịt miệng, ngăn cấm tự do ngôn luận của người dân, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có tiêu diệt được tính phản kháng đang dần trở nên trưởng thành và mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân hay không? Và cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản cầm tù những người xuống đường biểu tình chống luật đặc khu, luật an ninh mạng ngày hôm nay á, nó sẽ, tôi thiết nghĩ rằng nó sẽ càng xoáy sâu sự phẫn uất của lòng dân. Và có một cái sự kiện mà chúng ta cũng cần phải nhắc lại một chút, đó là vào năm 2014 thì trong cái sự kiện là Trung Cộng ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong lãnh hải của Việt Nam, và thì cái lòng dân lúc đó là sôi sục căm phẫn trong toàn dân, trong mọi giới, trong mọi thành phần. Thì dĩ nhiên chúng ta cũng biết là lúc đó sinh viên hoặc là một số công nhân cũng đã bị bắt, bị xử tù. Tuy nhiên những cái điều đó, những cái án tù đó không hề làm cho người dân sợ hãi và chùn bước. Và tôi thấy mỗi một ngày thì người dân Việt Nam càng trưởng thành hơn, và điều đó tôi vô cùng lạc quan về tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Tôi vô cùng lạc quan về cái sự trưởng thành, cái sự mạnh mẽ trong trong phản kháng của người dân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trước sự xâm lăng của Trung Cộng hoặc là trước sự nhu nhược của nhà cầm quyền cộng sản, và sự trưởng thành để bảo vệ các quyền căn bản, các quyền tự do của con người. Thì dù cộng sản có mưu đồ, có sử dụng mọi cái biện pháp, mọi cái thủ đoạn như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi tin rằng người dân Việt Nam sẽ chiến thắng. Cảm ơn Lê Sơn rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và những cái chia sẻ, gọi là những cái tâm tình đối với những anh em trong nước, và luôn luôn nhớ đau đớn về cái tình hình của dân chủ của quê hương đất nước. Thì Trâm xin chúc cho Sơn thật là nhiều sức khỏe, thì sớm hòa nhập với một cái xã hội thật sự rất là dân chủ, và những cái dự định, những cái ý muốn của Sơn sẽ sớm thành hiện thực và góp phần là một cái tiếng nói, mặc dù là ở hải ngoại, nhưng sẽ là một nói đấu tranh rất là mạnh mẽ để ủng hộ cho anh em nơi quê nhà. Cảm ơn Sơn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Phương Trâm, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và cũng rất là mong quý thính giả luôn luôn ủng hộ, đồng hành cùng với tôi để dìu bước tôi và chúng ta cùng đấu tranh cho một quê hương cường thịnh và tự do. Xin cảm ơn Sơn rất nhiều và xin chào Sơn. Xin chào quý vị khán giả. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta ngày hôm nay. Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 21 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.